Anh ơi, em phải mang cả ba cái cây riêng rẽ ra. Em quay để anh xem cho nó rõ nhá. Đây là cái cây đầu tiên anh ạ. Chiều cao đây ạ. 1, 2, 3. Được tầm 60cm nha anh nhá. Tán cành thì như này anh nhá. Gốc rễ đây. Đấy còn cái chậu này để ải em bê ra nó còn vỡ mất đây này. Cái cây thứ hai đây nhá anh nhá. Chiều cao nó cũng tương tự như thế ạ. Cây này kéo cao hơn chút nhưng mà tán cành thì nó sẽ ít hơn cái cây đầu tiên. Cây thứ ba đây nhá. Cái này là cùng một lô hết anh ạ. Cùng một thời điểm. Chiều cao cũng tầm như thế đấy ạ. 60, 1, 2, 3, tầm được 60 anh ạ. Gốc thì nó như này. Đấy, anh chọn hai cây, lấy cây nào thì anh báo em. Theo em là hai cái cây này là đẹp hơn này anh này. Các bạn có nhu cầu muốn mua cây trà bạch ta, cây trà bạch cổ, nhà mình là mua loại nào bán đúng loại đấy nhá. Chính xác 100%, không nhầm lẫn được, không bán hàng lung tung nhá. Thì vui lòng alo ạ, một trong các số điện thoại trên màn hình. Trường hợp mà các bạn muốn mua các cây trà, cũng là trà bạch ta cổ nhưng mà hàng nhỏ hơn, bé hơn ạ. Thì đây ạ, có những cái cây như này. Các bạn có nhu cầu thì gọi điện ạ. Cảm ơn các bạn nhá.